Cùng với việc nâng cao chất lượng giáo dục, việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong các bữa ăn bán trú là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành giáo dục. Năm học 2024-2025, toàn tỉnh Tuyên Quang có 152 trường mầm non, 65 trường tiểu học, 31 trường nội trú, bán trú có cấp trung học cơ sở, 6 trường trung học phổ thông tổ chức cho học sinh ăn bán trú tại trường. Để bữa ăn bán trú đảm bảo an toàn, chất lượng, các trường đã thực hiện nghiêm các tiêu chí quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm, tuân thủ quy trình giao nhận, chế biến, lưu mẫu thức ăn theo quy định. Xác định tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong trường học, Ban giám hiệu trường Mầm non Trung Môn, huyện Yên Sơn luôn sát sao trong việc lựa chọn nhà cung cấp thực phẩm cũng như quy trình chế biến, chế độ dinh dưỡng mỗi bữa ăn cho trẻ luôn được đặt lên hàng đầu. Ban giám hiệu nhà trường đã đặc biệt quan tâm đến việc vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn bán trú. Nhà trường đã ký hợp đồng với các đơn vị cung cấp thực phẩm đảm bảo có tính pháp lý trước pháp luật, đồng thời kiểm soát chặt chẽ từ khâu giao nhận thực phẩm đến khâu chế biến. Và đội ngũ nhân viên dinh dưỡng thì được tập huấn và có chứng nhận sức khỏe định kỳ theo đúng quy định. Nhờ đó, trong những năm qua, nhà trường không có trường hợp nào học sinh bị ngộ độc thực phẩm xảy ra tại nhà trường. Năm học này, trường tiểu học Lê Văn Tám có 830 em học sinh ăn bán trú. Tại khu vực bếp ăn của nhà trường, các dụng cụ dùng để chế biến thức ăn, khay đựng đồ ăn, thìa, đũa được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Hệ thống thiết bị nhà bếp được trang bị đồng bộ và đầy đủ với hệ thống tủ hơi, bếp điện, tủ bảo quản thực phẩm, bồn rửa thực phẩm, dụng cụ chế biến hợp vệ sinh. Nhân viên nhà bếp luôn sử dụng các đồ bảo hộ trong quá trình chế biến thức ăn. Chúng tôi được thực hiện theo đúng quy trình, mặc đồ bảo hộ, đeo găng tay, khẩu trang đầy đủ. Khi mà chế biến thực phẩm, chúng tôi thực hành theo quy tắc một chiều để không bị lây nhiễm chéo thực phẩm sữa, thực phẩm sống và thực phẩm chín. Và sau khi chế biến thực phẩm xong thì chúng tôi cũng thực hành tiến hành lưu mẫu thức ăn trong 24 giờ theo đúng quy định của luật an toàn vệ sinh thực phẩm. Mỗi ngày trẻ ăn bán trú sẽ ăn hai bữa tại trường gồm một bữa chính trưa và một bữa chiều. Chế độ dinh dưỡng cho trẻ được thay đổi đa dạng, cung cấp đủ chất dinh dưỡng. Các bữa ăn luôn đảm bảo cân đối 4 nhóm thực phẩm gồm chất đạm, chất đường bột, chất béo, vitamin. Ở đây chúng tôi lựa chọn các nhà cung cấp thực phẩm là những cái nhà cung cấp thực phẩm đã có uy tín mà từ nhiều năm học đã hợp đồng với nhà trường. Thì chúng tôi ở đây là chúng tôi đang thực hiện cái việc mà ký kết hợp đồng với nhà cung cấp thực phẩm, đó là nông sản sạch Sáng Nhung. Thì là chúng tôi lựa chọn ở đây là chúng tôi cho trẻ ăn thịt lợn thảo dược. Và ở đây chúng tôi cũng không phải là cho trẻ ăn một bữa ăn của trẻ là nguyên thịt lợn, mà chúng tôi kết hợp giữa thịt lợn và thịt gà, và cũng như là thịt lợn với cả chả cá, mà cũng như là thịt lợn với thịt bò kết hợp cho các bé để các bé được có những cái thực phẩm rất là phong phú. Thì trước khi tổ chức bữa ăn thì là chúng tôi thực hiện các cái giáo viên thực hiện các cái thao tác, đó là cho các bé rửa tay trước khi ăn, quy trình rửa tay trước khi ăn. Thì sau đó khi ngồi vào bàn ăn thì các cô sẽ giới thiệu các cái món ăn ngày hôm nay và sẽ cho tổ chức cho trẻ ăn. Trong quá trình ăn thì cô sẽ giúp đỡ những trẻ mà chưa còn có những cái sở thích là không thích ăn những cái món, ví dụ muốn rau chẳng hạn thế, thì cô sẽ động viên và phối hợp với cả phụ huynh để cho các con ăn hết suất của mình. Là tôi rất là yên tâm vì là tất cả các món thực đơn của các con của trường buổi trưa, bữa ăn phụ buổi chiều ấy đều được các cô đăng lên các bản tin gắn ở trường, và các phụ huynh của các lớp khác thì cũng đều được trao đổi các thông tin các bữa ăn của các con trên các trang Zalo và các nhóm lớp. Khi mà nhiều các cháu ấy bị dị ứng các ví dụ như tôm cá chẳng hạn thì cũng được các phụ huynh trao đổi với các cô để có thể chỉ đổi cho các con trong bữa ăn đấy. Việc làm tốt công tác tổ chức ăn bán trú cho học sinh sẽ góp phần thực hiện tốt các mục tiêu chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ, đảm bảo học sinh có sức khỏe tốt, phát triển toàn diện cả về trí lực và thể lực. Từ đó tạo niềm tin cho các bậc phụ huynh khi gửi gắm con em tại trường.